Tử vi tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 trong năm 2021. Xin kính chào quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Phong Thủy Lộc Tài. Thay mặt cho ban biên tập chương trình, kính chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, phát tài, phát lộc. Quý vị và các bạn thân mến, tử vi học đã nói mỗi con giáp sinh ra lại mang trong mình một số mệnh khác nhau. Có những mệnh chủ từ nhỏ đã có số phú quý, làm gì cũng đại cát đại lợi. Nhưng cũng có những mệnh chủ phải bước vào trùng vận thì mới giàu lên được. Trong năm 2021 sắp đến, chắc hẳn quý vị và các bạn đang tò mò về vận mệnh của mình trong năm mới sẽ có những chuyển biến ra sao đúng không ạ? Các nhà tử vi học đã dự đoán rằng có vận may trúng số sau Tết âm lịch, tiền bạc ùn ùn kéo về, giàu có nhất vùng. Trước khi tìm hiểu nội dung cụ thể, quý vị và các bạn cũng đừng quên ủng hộ kênh Phong Thủy Lộc Tài bằng cách nhấn đăng ký kênh miễn phí và nhấc vào tín hiệu chuông để không bị bỏ lỡ bất cứ video nào của Phong Thủy Lộc Tài. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu chi tiết. Bước vào năm 2021, những mệnh chủ tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 sẽ thu hoạch được nhiều vận may thỏa đáng về mọi mặt. Trong sự nghiệp, họ vẫn sẽ là một người thật tốt trong công việc, ổn định với ít áp lực. Đối với tài lộc, bạn sẽ kiếm được từ tiền lương và các thu nhập khác, vì vậy tốt hơn nên học cách quản lý tài sản. Còn đối với tình yêu, họ sẽ tồn tại một số tranh luận hoặc xung đột với bạn đời, không nên có vấn đề quá to lớn. Về mặt sức khỏe, chúng dễ sẽ bị ảnh hưởng bởi những căn bệnh nhỏ, tuy nhiên bệnh sẽ sớm hồi phục. Trong năm 2021, mệnh chủ Canh Tuất sinh năm 70 và Thái Tuế có ngũ hành tương hợp. Về tổng thể thì bạn mệnh có một năm làm việc vất vả, lao lực nhưng nhân duyên vượng, thích hợp tham gia vào các hoạt động, hợp tác kỹ thuật, xây dựng kế hoạch. Người tuổi này có thể tìm được cơ hội để phát huy tài hoa của mình, năng lực của bản thân. Năm Tân Sửu 2021, mệnh chủ Canh Tuất sinh năm 1970 sẽ gặp phải một vài cơ hội hợp tác làm ăn kinh doanh, đầu tư lý tưởng. Đây chính là dịp để bản mệnh có thể phát huy được tài năng vẫn thầm giấu kín của mình trong suốt thời gian bấy lâu nay. Bạn có thể trở thành một người chủ động hơn khi nắm bắt cơ hội thuộc về mình và giành lấy những điều mà mình mong muốn. Thế nhưng để có thể đi tới thành công, bạn chắc chắn sẽ phải trải qua nhiều chông gai, vất vả, tốn nhiều tâm huyết chứ không thể hoàn toàn dựa vào may mắn. Chỉ ngồi không mà cũng đòi hưởng thành quả. Để mọi việc được hanh thông, thuận lợi, hóa giải các xung sát do thái tuế ảnh hưởng tới mình, mệnh chủ luôn cần phải mang theo bên mình một kim bài thái tuế. Ngoài ra, do sự tác động của thương quan chủ yếu gây ra những mối bất hòa, tai ương khiến cho tuổi Canh Tuất sinh năm 70 tính tình thì nóng nảy. Trong năm nay, mệnh chủ tuổi Canh Tuất sẽ có những lúc kiêu ngạo, coi thường ý kiến của người khác. Nóng nảy dễ nảy sinh mâu thuẫn với cấp trên, đồng nghiệp, sức khỏe có thể bị ảnh hưởng. Ngoài ra thì bản mệnh cũng không nên thường xuyên đi đến những khu vực ẩm ướt như sông ngòi, hầm lò hoặc những khu vực có âm khí nặng. Nếu không, muốn vận thế bị ảnh hưởng cũng như là sức khỏe bị giảm sút. Đương nhiên thì dưới tác động tích cực của cục diện tương sinh giữa mệnh chủ và năm nay, trong năm 2021, bản mệnh sẽ có được trí tuệ sáng suốt, đầu óc thì minh mẫn, có thể đưa ra được nhiều ý kiến sáng tạo, ý tưởng tốt giúp cho công việc hanh thông. Để bổ trợ thân mệnh cho mình, kích tài, nạp phúc, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho mệnh chủ, giúp cho công việc làm ăn của bạn được hanh thông, thuận lợi, thành công trên sự nghiệp, mệnh chủ cần mang theo bên mình một kim bài thái tuế và bát bảo tâm kinh. Dự toán tử vi của người Canh Tuất sinh năm 1970, năm 2021 Tân Sửu. Năm 2021 theo âm lịch là năm Tân Sửu, ngũ hành thuộc thổ, bích thượng thổ, được hiểu là đất ở trên tường thành, có tác dụng che chắn mưa nắng, trộm cướp để con người có một cuộc sống bình yên và an toàn. Sửu là con giáp đứng hàng thứ hai trong bộ 12 con giáp, được tính từ ngày 12 tháng 2 năm 2021 đến ngày 31 tháng 1 năm 2022 theo dương lịch. Vào năm Tân Sửu, nạp âm ngũ hành là bích thượng thổ, thổ kim tương sinh nên trong năm nay mệnh chủ sẽ cần phải chú ý nhiều đến các bệnh về đường ruột, nhất là những bệnh có liên quan đến đại tràng. Vận trình của người tuổi Canh Tuất trong năm 2021 khá tốt đẹp, nhất là ở phương diện sự nghiệp. Bạn mệnh có thể tìm được nhiều thời điểm để thể hiện năng lực của mình, của bản thân, nhận được sự đánh giá cao của cấp trên, từ đó có nhiều nguy cơ, cơ hội thăng chức,
tăng lương, đạt được những bước phát triển trong sự nghiệp. Tuy nhiên thì trong các mối quan hệ xã giao, bản mệnh cần phải tỉnh táo để nhận ra rằng ai là người tốt với mình, còn ai là kẻ tiểu nhân ưa nịnh bợ. Bởi rất có thể những kẻ tiểu nhân xấu xa sẽ tung tin đồn xấu gây ảnh hưởng đến tiến độ công việc của bạn trong tương lai. Nếu bạn vẫn còn tiếp tục duy trì phong độ thì đến cuối năm con giáp này sẽ gặt hái được thành công to lớn trong lĩnh vực sự nghiệp tài chính. Có điều năm nay bản mệnh không thích hợp với các hoạt động đầu tư. Nếu có ý định đầu tư thì chỉ nên tham gia vào những hạng mục nhỏ, vừa, đồng thời có thái độ cẩn thận. Trước khi đưa ra quyết định thì cần phải quan sát kỹ càng, lên kế hoạch thật kỹ, cụ thể. Hãy sử dụng ngay pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất và bát bảo tâm kinh theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy để được cát lành và may mắn. Còn về khía cạnh tình cảm, người đã kết hôn thường không quan tâm chú ý nhiều đến nửa kia của mình do công việc bận rộn dễ khiến cho tình cảm nhạt phai. Bản mệnh cần phải dành nhiều thời gian với nửa kia của mình, củng cố mối quan hệ vợ chồng. Nam mệnh 52 tuổi, năm nay kế đô chiếu mệnh, cần phải đề phòng những chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Nữ mệnh 52 tuổi, sao Thái Dương chiếu mệnh, sau này gặp bất lợi về nữ mệnh, dễ xuất hiện những tai ương ngoài ý muốn. Vào năm 2021, mệnh chủ Canh Tuất sinh năm 1970 sẽ trở nên may mắn trong hầu hết mọi khía cạnh. Năm nay, sự nghiệp của Canh Tuất sinh năm 70 sẽ tương đối ổn định. Các nhà lãnh đạo sẽ đánh giá cao những nỗ lực của bạn. Vì vậy mà năm nay, sự nghiệp sẽ tăng lên đều đặn. Sức khỏe của người tuổi này trong năm nay khá là tốt. Tuy nhiên, các vấn đề về tim mạch có thể xuất hiện trong năm nay. Bạn nên chú ý nhiều hơn nữa. Sự phát triển ổn định của sự nghiệp sẽ mang lại may mắn về tài lộc. Các khoản đầu tư vào thời gian rảnh rỗi cũng sẽ tăng thêm thu nhập cho bạn. Tuy nhiên thì bạn không có thể ngông cuồng lãng phí. Trong các mối quan hệ, bạn có thể cãi vã với bạn bè về một số chuyện nhỏ nhặt. Những mệnh chủ tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 có thể mong đợi được vận may tổng thể. Với công việc kinh doanh, bạn sẽ trở thành một người vô cùng là lanh lợi và nhanh bén. Bạn sẽ ở trong một trạng thái ổn định trong công việc và được cả cấp trên lẫn đồng nghiệp tin tưởng. Mặc dù may mắn trong tình yêu và các mối quan hệ tình cảm, bạn cần phải hiểu rõ thực tế và tránh xa cám dỗ, nếu không tất cả công sức sẽ đổ sông đổ bể. Sự nghiệp của tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 trong năm Tân Sửu. Những mệnh chủ tuổi Canh Tuất sinh năm 70 rất siêng năng trong công việc. Bạn có thể rất tử tế với cấp dưới và thường khiến họ bối rối. Ngoài ra thì bạn sẽ được cấp trên đánh giá cao, do đó thì mọi việc của bạn sẽ được tăng lên đều đặn. Tuy nhiên thì bạn nên chú ý những kẻ đố kỵ xung quanh mình. Vì câu nói, người ta không bao giờ nên có ý định làm hại người khác mà nên luôn đề phòng những tác hại của mình. Đừng tiết lộ vấn đề của mình, những vấn đề quan trọng, vì ai đó có thể phá hoại, ảnh hưởng đến sự nghiệp của bạn trong tương lai. Vì thái tuế lộ xuất tỷ kiên nên bản mệnh thường rơi vào trạng thái nóng nảy, bất đồng. Đây là khắc tinh trên con đường thăng quan tiến chức, khiến cho bạn thường nảy sinh mâu thuẫn với cấp trên. Bạn có lòng tự trọng cao nên thường không chịu thỏa hiệp với đồng nghiệp mà luôn khăng khăng theo ý của mình. Việc hợp tác không suôn sẻ trong tưởng tượng. Nếu Canh Tuất sinh năm 1970 muốn thành công trong sự nghiệp, sẽ tốn rất nhiều thời gian và công sức. Cần phải thay đổi bản thân mình ngay để thích nghi với hoàn cảnh, không nên nóng nảy, bốc đồng, đắc tội với cấp trên. Bạn có thể tìm được một vài cơ hội lý tưởng để phát huy tài năng của mình và sở trường cá nhân. Tuy nhiên, để đi đến thành công thì đây lại là một chặng đường dài, cần phải bỏ nhiều tâm sức. Thương quan tác động cũng chủ yếu gây ra những mối bất hòa và tai ương khiến người tuổi này trở nên nóng nảy, kiêu ngạo, không nghe theo ý kiến của người khác. Dễ mâu thuẫn với cấp trên, bản mệnh cần phải tránh các hoạt động kiện tụng, thị phi nếu không muốn rước họa vào thân. Năm 2021, tuy bản mệnh có cơ hội để thăng tiến, thể hiện năng lực của bản thân, nhưng cơ hội được thăng chức sẽ không cao. Về các mối quan hệ xã giao, bản mệnh chủ biết hạ cái tôi của mình xuống thì tốt hơn, chịu lắng nghe ý kiến của người khác, của mọi người xung quanh thì bạn sẽ xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp, có ích trong tương lai. Để cho sự nghiệp được hanh thông may mắn, hóa giải xung sát do thái tuế ảnh hưởng tới, mệnh chủ tuổi này hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh và vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất. Đặc biệt là các mệnh chủ sinh năm 1970 Canh Tuất trong năm 2021 Tân Sửu này sẽ cần phải chú trọng chú ý đến tháng Nhâm Thìn,
dương lịch là từ 12 tháng 4 năm 2021 tới ngày 11 tháng 5 năm 2021, tức là mùng 1 tháng 3 đến 30 tháng 3 âm lịch. Đây là tháng đại kỵ với những gia chủ. Vào tháng này thì các gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân hãm hại, tìm cách quấy phá những thị phi không đậu ập tới, cần tuyệt đối không nên khai trương cửa hàng cửa hiệu, không nên tiến hành những việc đại sự trong nhà. Nếu tiến hành vào tháng này rất có thể ảnh hưởng đến cả những kết quả kinh doanh sau này. Nhìn chung thì những gia chủ canh tuất sinh năm 1970 không nên tiến hành những công việc trọng đại quan trọng trong thời gian này là tốt nhất. Nếu muốn tiến hành cần phải tham khảo ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Tài lộc của tuổi canh tuất sinh năm 1970, năm 2021 Tân Sửu. Người tuổi canh tuất sinh năm 1970 có thể gặp phải may mắn về tài lộc. Sự phát triển ổn định của sự nghiệp sẽ mang lại cho bạn may mắn và những khoản đầu tư bạn thực hiện sẽ được đền đáp. Nhưng cũng đừng ngông cuồng và lãng phí vì bạn có thể có một khoản chi tiêu lớn trong năm nay để mua một ngôi nhà hoặc một cái gì đó. Bạn nên chọn những khoản đầu tư chắc chắn thay vì đầu tư mạo hiểm. Còn về mặt tài vận, thái tuế sửu âm thổ tương hợp với mệnh chủ, cho nên mệnh chủ sẽ có cơ hội cầu tài cầu tiến càng nhiều. Hơn nữa thì lại hợp thái tuế, có quý nhân chỉ điểm dẫn đường, bớt đi đường vòng, biết cách làm giàu, tiền tài không ngừng tích lũy. Tam hợp với thái tuế, lại có cát tinh, sự nghiệp hợp thái tuế nhập mệnh. Có thể thông qua việc mở rộng kinh doanh tích cực trong sự nghiệp cùng với sự không ngừng sáng tạo cái mới sẽ tăng thêm thu nhập cho bản thân. Sao phi liêm đến, tức là có rủi ro làm giảm lợi ích, mệnh chủ tuổi Thân sẽ cần phải đề phòng bệnh tật, hao tài, tốn của hoặc tiểu nhân hãm hại. Về mặt thiên tài, do năm nay bị ảnh hưởng của sao Thất Xích, đây là một hôm tinh chủ về sự mất mát, khẩu thiệt, thị phi. Năm nay, mệnh chủ tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 nên dùng cách làm từ từ, chậm rãi là chính. Không nên kiếm tiền một cách quá nhanh chóng, thích hợp thông qua con đường hòa vốn chắc chắn để giảm nguy cơ, lấy ngắn, nuôi dài, không nên nóng vội. Để tăng cường tài vận, hãy sử dụng ngay vật phẩm phong thủy vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất theo sự hướng dẫn của chuyên gia phong thủy. Sức khỏe của tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 trong năm Tân Sửu. Sức khỏe của mệnh chủ tuổi Canh Tuất sinh năm 70 ít nhiều chịu ảnh hưởng của hung tinh Bạch Hổ và Phi Liêm. Trong năm Tân Sửu, bản mệnh dễ mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp hoặc các bệnh vặt như đau đầu, cảm cúm. Vì vậy mà bạn cần phải chú ý cách ăn mặc, đặc biệt là mỗi khi thay đổi thời tiết. Cơ thể chưa kịp thích nghi, có những lúc chuyện thị phi, bàn ra, tán vào của mọi người xung quanh cũng gây tác động không tốt đến sức khỏe của bản thân, nhất là trong sức khỏe tinh thần. Chính vì thế, người tuổi này cần tránh hết sức việc tham gia vào những chuyện mâu thuẫn nhỏ, tranh cãi, chú ý giữ hòa khí với mọi người, một điều nhịn bằng 9 điều lành. Bản mệnh nên có chế độ làm việc hợp lý, nghỉ ngơi, không nên dành quá nhiều thời gian cho công việc và cũng như là quá mức trong công việc mình, buông thả bản thân, gây ra những tác động không tốt. Nếu có thể thì cần phải tránh những nơi âm u, ẩm ướt, tập trung nhiều sát khí khiến cho vận khí của bạn chịu ảnh hưởng, tích cực tham gia vào các hoạt động rèn luyện thể dục thể thao, thư giãn tinh thần để có tác động tốt đến sức khỏe của bản mệnh. Sự nghiệp trôi chảy, cảm xúc ổn định và tập thể dục thường xuyên sẽ góp phần vào sức khỏe của bạn vô cùng tốt. Nhưng bạn cũng cần phải tránh xa bia, rượu, thuốc lá. Năm nay, sự giao thiệp xã hội sẽ tăng, có thể yêu cầu bạn phải uống nhiều, hút nhiều thuốc hơn nữa. Cho dù sức khỏe của bạn tốt đến đâu, hút thuốc vào, uống quá nhiều sẽ phá vỡ cơ thể của bạn. Vì vậy mà tốt hơn hết, bạn hãy cắt đứt hoặc giảm dần giao tiếp trong xã hội và chăm sóc cơ thể của mình nhiều hơn nữa. Để hóa giải vận hạn và tăng cường sức khỏe, mang lại bình an, may mắn, tài lộc cho năm 2021, bạn hãy sử dụng pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh và vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy để được tăng cường tài lộc cho bản thân mình. Tình duyên của người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 trong năm Tân Sửu. Những mệnh chủ tuổi Canh Tuất sinh năm 70 cần giao tiếp nhiều hơn với bạn đời của mình và lắng nghe nhau. Đừng tự cho mình là trung tâm mà hãy đi vào trái tim của nhau các bạn nhé. Mệnh chủ tuổi Canh Tuất sinh năm 70 đã kết hôn thì nên chú ý chừng mực với bạn bè khác giới. Đừng cho người khác không gian tưởng tượng hoặc hấp dẫn họ để tránh ảnh hưởng tới danh dự, bản thân cũng như là sự ổn định của gia đình. Đừng lo lắng về việc độc thân trong năm nay vì đây không phải là thời điểm tốt để bắt đầu một mối quan hệ. Ngay cả khi bạn có một mối quan hệ, nó sẽ không phải tồn tại lâu.
vì người đó có thể không phù hợp với bạn. Đừng buồn phiền nếu bạn bị tổn thương. Bạn có thể tập trung vào thứ khác tham gia khi bạn có may mắn đó. Đừng quá tập trung vào công việc mà không để ý tới tổ ấm gia đình của mình. Bạn cần bỏ thời gian nhiều hơn nữa để quan tâm, chăm sóc cho nửa kia của mình. Sao chiếu mạng năm 2021 Tân Sửu của tuổi Canh Tuất, sinh năm 70, nam mạng, sao Kế Đô chiếu mệnh. Sao Kế Đô là sao tam cửu khóc bi ai, nên cả nam và nữ mạng nếu bị sao này chiếu mệnh thì đều coi là xấu. Tuy nhiên nữ giới cần kiêng kỵ nhiều hơn nam. Đề phòng vào tháng 3, tháng 9, có câu rằng nam là hầu, nữ kế đô là muốn nói đến sao khắc kỵ của nam và nữ. Nam giới nếu gặp sao này thì sinh hoạt bình thường, nếu có bất trắc xảy ra thì cũng không quá lo lắng. Tuy nhiên đàn bà khi có sao này chiếu mạng mà đang mang thai thì lại may mắn hơn cả. Cái hên nó còn có ảnh hưởng đến cả chồng nữa. Khi sinh sản cũng được yên lành, còn nếu không có thai nghén thì người đàn bà sẽ bị lao đao lận đận, làm ăn nhiều trắc trở. Mệnh chủ tuổi Canh Tất, sinh năm 1970, nam mạng, năm Tân Sửu, gặp phải hạn địa vong. Hạn địa vong thường gặp rắc rối, thị phi, tranh cãi, bị hiểu lầm, mang tiếng xấu. Vì những điều trên nên cuộc sống thường gặp sự cố, số cảm thấy lo âu và phiền muộn, buồn rầu, theo các tài liệu thời xưa ghi lại. Gặp thị phi, khẩu thiệt, chớ nên đi với ai vào lúc trời tối, không nên cho người khác ngủ trọ, tránh mua đồ lậu, hàng quốc cấp. Do vậy mà gia chủ gặp hạn địa võng thì kỵ đi với ai vào trời tối, đồng thời chớ cho ai ngủ trọ các bạn nhé. Sao chiếu mệnh năm 2021 Tân Sửu của tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, nữ mạng, Thái Dương chiếu mệnh. Sao Thái Dương đem lại sự tốt lành, phát triển về công danh, an khang, thịnh vượng, nhiều tin vui. Nếu đi làm ăn xa thì sẽ phát triển về tài lộc tăng cao, vạn sự hòa hợp, tài lộc cho nam. Còn nữ thì hay bị đau ốm, thường gặp phải tai ách vào tháng 6 và tháng 10. Mệnh chủ tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, nam mạng, năm Tân Sửu, gặp phải hạn địa võng. Hạn địa võng thường gặp rắc rối, thị phi, tranh cãi, bị hiểu lầm, mang tiếng xấu. Vì những điều trên nên cuộc sống có phần ảm đạm, thấy lo âu, phiền muộn, buồn rầu. Tử vi chọn đời mệnh chủ tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970. Tuất là linh vật đứng thứ 11 trong 12 con giáp. Mệnh chủ Canh Tuất, sinh năm 1970, trời sinh tính tình thẳng thắn, trượng nghĩa, căm ghét sự giả tạo, cũng như là luôn hết mình để đấu tranh, để chống lại những sự bất công. Đôi khi sẵn sàng hy sinh bản thân vì lợi ích của cả tập thể. Chính vì sự khẳng khái có phần anh hùng này khiến cho họ dễ dàng ghi điểm, chiếm được cảm tình và lòng tin tưởng của mọi người xung quanh khá dễ dàng. Người sinh năm 70 mệnh gì? Sinh năm 70 tuổi gì? Sinh năm 70 hợp màu gì? Người tuổi Canh Tuất sinh năm 70 không phải tuýp người ưa nịnh nọt, mềm mỏng để lấy lòng người khác. Một khi đã nảy sinh xung đột với ai, họ sẵn sàng phản ứng rất mạnh mẽ. Nhưng khi sóng yên, biển lặng, mọi chuyện đã đi vào quá khứ, thì họ lại sẽ dễ dàng bỏ qua, không để bụng một chút nào. Có thể nói so với những tuổi Tuất khác thì tuổi Tuất sinh năm 70 lại có một ưu điểm nổi trội, đó chính là lòng bao dung. Tuy nhiên thì bên cạnh đó, họ cũng có một nhược điểm khá lớn, đó chính là thiếu lòng tin. Dẫu biết rằng họ có thể có được tất cả bằng chính đôi tay của mình, nhưng trên hành trang của họ có thêm sự tự tin thì những thành tựu gặt hái được hứa hẹn sẽ còn rực rỡ và ngọt ngào hơn cả. Cuộc sống, tuổi nhỏ không may mắn nhưng hậu vận thì an nhàn. Tuổi này con cháu có tấn phát về đường công danh và có thể hưởng được phúc lộc từ gia tộc. Tuy nhiên, nếu trong đời bạn có nhiều điều phước đức thì có thể sẽ được gia tăng thêm niên kỷ. Trái lại, nếu làm nhiều điều xấu thì sẽ bị giảm kỷ. Tình duyên, tuổi Canh Tuất sanh vào tháng này thì trong cuộc đời của bạn sẽ có 3 lần thay đổi về đường tình duyên. Đó là tháng 5, tháng 6, tháng 9 âm lịch. Còn nếu bạn sinh vào những tháng này thì cuộc đời bạn có 2 lần thay đổi về đường tình duyên. Đó là tháng 1, tháng 2, tháng 10, tháng 11 và 12. Còn nếu bạn sinh vào tháng này thì cuộc đời bạn hoàn toàn được hưởng lấy hạnh phúc, đó là tháng 3, 4 và 8 âm lịch. Gia đạo công danh, gia đạo yên hòa, công danh tuổi nhỏ ở trong mức độ bình thường của cuộc đời. Từ khoảng trung vận trở lên thì sẽ được công danh mới hy vọng được lên cao. Tiền bạc đầy đủ, sự nghiệp vững chắc ở tuổi 36 trở đi và từ đó cuộc sống sung túc, hạnh phúc, đủ đầy.
tuổi hợp cho làm ăn, nên lựa chọn các tuổi này khi làm ăn sẽ có kết quả tốt đẹp. Đó là các tuổi Canh Tuất, Bính Thìn, Kỷ Mùi, vì đây là những tuổi rất hợp với tuổi của bạn. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng, hoặc cát hung nạp vận 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những mệnh chủ tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 trong năm 2021 này, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi. Đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.